Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 1 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Tại khu vực miền Đông trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ lượng không đáng kể. Gió đông bắc cấp 3 cấp 4 có lúc cấp 5, trời rét hại. Nhiệt độ dao động từ 9 cho đến 12 độ. Các thị xã thành phố thuộc khu vực miền Tây của tỉnh cũng dự báo đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, lượng không đáng kể. Gió Đông Bắc cấp 3, trời rét hại, nhiệt độ giao động từ 11 cho đến 13 độ. Và đây cũng là hình thế thời tiết tại khu vực thành phố Hạ Long. Dự báo trời rét hại, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất là 11 độ và cao nhất cũng không quá 13 độ. Ở vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Thời tiết chủ đạo cũng là trời nhiều mây, mưa nhỏ về đêm và sáng sớm. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, sóng cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, trời rét hại, nhiệt độ giao động từ 10 đến 12 độ. Như vậy, thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai phổ biến là nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, trời rét đậm, rét hại. Còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh, vì vậy trời nhiều mây, mưa nhỏ tập trung ở các tỉnh vùng núi Việt Bắc và Đông Bắc. Nền nhiệt có xu hướng giảm hơn so với ngày hôm nay. Toàn khu vực xuất hiện rét đậm, rét hại diện rộng. Trọng tâm rét hại ở các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn với nhiệt độ thấp nhất là từ 7 cho đến 10 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra mưa tuyết băng giá. Lưu ý người dân ở vùng núi cao nên mặc quần áo đủ ấm, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi. Nếu trời có mưa và tuyết nên mặc quần áo không thấm nước, tránh để bị ướt. Đối với cây trồng và vật nuôi, chủ động che chắn bằng bạt, nhi lông để hạn chế thiệt hại do giá rét. Còn vào ban ngày ở khu vực này trời tiếp tục nhiều mây âm u, vì vậy nhiệt độ cao nhất chỉ tăng lên ngưỡng từ 11 cho đến 14 độ. Riêng một số nơi thuộc Tây Bắc như Lai Châu, Điện Biên, nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng 17 độ. Với các tỉnh Trung Bộ, do có tác động của không khí lạnh nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa diện rộng. Riêng tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to và rông rét đậm xảy ra ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Có nơi thuộc Thanh Hóa rét hại với nền nhiệt giao động trong ngày chỉ từ 9 cho đến 13 độ. Càng đi xa về phía Nam thì thời tiết càng ấm áp hơn. Nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh Trung Trung Bộ là từ 21 cho đến 24 độ và từ 24 cho đến 27 độ. Có nơi cao hơn tại các tỉnh Nam Trung Bộ Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay và ngày mai, mưa chỉ xảy ra diện vài nơi. Nền nhiệt có xu hướng giảm hơn tại các tỉnh Tây Nguyên với nhiệt độ cao nhất là từ 22 cho đến 25 độ. Còn đối với khu vực Nam Bộ là từ 29 cho đến 32 độ. Chuyển sang thời tiết biển, trong đêm nay, ngày mai ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 cho đến 5 mét, Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và giữa biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7 có nơi cấp 8 giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 5 cho đến 7 m. Vùng biển phía tây của Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 cho đến 5 m. Trong đất liền ở Bắc Bộ và Trung Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3 cấp 4, vùng ven biển cấp 5 giật cấp 6.